$150 đô la Mỹ, bán lại $130 đô la Mỹ tại Anh. Theo tạp chí Fox, một số nhà bán lẻ smartphone tại Anh đã giảm sâu mức giá mua lại các smartphone cao cấp của Huawei, trong khi nhiều người tiêu dùng đổ xô đi bán các thiết bị này. Trang mua bán smartphone online hàng đầu tại Anh là Music Mark thông báo họ chỉ chấp nhận mua lại chiếc P30 Pro giá $130 đô la Mỹ với điều kiện điện thoại còn trong tình trạng tốt. Trong khi đó, chỉ vài tuần trước, mẫu điện thoại này còn bán lại được với giá $355 USD. Để so sánh, chiếc Samsung 10+, đối thủ chính của P30 Pro, giá bán ngang ngửa với Pro 30 hiện được mua lại với giá $650 USD như vậy, nếu so với chiếc điện thoại cùng đẳng cấp của Huawei. Trong khi chiếc điện thoại đã qua sử dụng của Samsung mất giá 45% thì điện thoại của Huawei mất giá tới 90%. Với các smartphone P20 ra trước P30, tình hình còn thê thảm hơn. Chỉ vài tháng trước, báo Express, Anh, cho biết, bạn còn có thể bán lại chiếc P20 Pro với giá $356,5 đô la Mỹ, nhưng nay giá mua lại chúng chỉ là USD. Ngay cả mẫu điện thoại cao cấp ra năm 2018 của Samsung vẫn còn có giá $299,2 đô la Mỹ, tức là cao hơn nhiều so với mẫu điện thoại mới ra sau này của Huawei. Thực tế này giờ đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Tờ Straits Times của Singapore cho biết, thị trường mua bán smartphone Huawei đã qua sử dụng đang bị giáng một đòn chí tử, mặc dù nhiều cửa hàng ở đây, Singapore, cho biết vẫn sẽ mua lại điện thoại Huawei cũ, song họ chỉ đưa ra mức giá mua vào rất thấp, chưa kể một số cửa hàng còn ngừng mua luôn thiết bị của Huawei, khách hàng cũng tránh xa. Theo đó, doanh số bán điện thoại Huawei đã qua sử dụng giảm rất sâu. P30 Pro là mẫu điện thoại thông minh chỉ vừa được Huawei tung ra cuối quý 1 năm 2019. Thời điểm đó, hãng nghiên cứu thị trường IDC còn nhận định Huawei đang ở một khoảng cách gần như không bao xa so với ngôi vị nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới của Samsung. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, tình thế hiện nay đang dồn quá nhiều áp lực lên Huawei. Sau sắc lệnh cấm của chính quyền tại Washington, việc Google, nhà sản xuất chip Arm và nhiều hãng công nghệ thông báo cắt làm ăn với Huawei khiến công ty này đối mặt với tương lai không chắc chắn ở những yếu tố mang tính sống còn với các sản phẩm của họ như hệ điều hành, gian hàng ứng dụng, chip, thẻ SD và công nghệ WiFi. DKIMTHOA